Thưa quý vị, trong buổi sáng ngày hôm nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng đơn vị bầu cử số 1 đã có buổi tiếp xúc cử tri các quận Ba Đình, Hai Bà Trưng, Đống Đa, thành phố Hà Nội trước kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15. Cùng dự có đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội. Đồng chí Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Theo dự kiến, tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 8 dự án luật, 2 dự thảo nghị quyết. Quốc hội cũng sẽ xem xét báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 3 và thứ 4, Quốc hội khóa 15. Quốc hội giám sát tối cao việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19, việc thực hiện chính sách pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội, xem xét công tác nhân sự, quyết định vấn đề quan trọng khác. Tại buổi tiếp xúc cử tri đơn vị bầu cử số 1, cử tri bày tỏ tin tưởng với sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành sâu sát của Đảng, Quốc hội và Chính phủ. Cùng sự cố gắng của hệ thống chính trị thành phố Hà Nội thời gian qua, tình hình tư tưởng các tầng lớp nhân dân thủ đô và địa phương ổn định, khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được tăng cường và mở rộng, đời sống nhân dân được cải thiện, tình hình phục hồi và phát triển kinh tế có nhiều chuyển biến tích cực, hầu hết các hoạt động sản xuất kinh doanh đều trở lại hoạt động bình thường. Tại kỳ họp sắp tới, cử tri dành sự quan tâm đặc biệt đối với dự thảo luật đất đai sửa đổi. Cử tri đề nghị Quốc hội sẽ tiếp thu một cách tối đa trí tuệ, tâm huyết của cử tri, nghiên cứu vấn đề này một cách khoa học, giải quyết có tình, có lý, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân, tạo ra bước đột phá thực sự trong vấn đề đất đai. Giải quyết được vấn đề này cũng là góp phần hạn chế tệ nạn tham nhũng tiêu cực. Cử tri cũng mong muốn Quốc hội xem xét tăng nặng chế tài xử phạt trong lĩnh vực này và các cơ quan thực thi pháp luật, ngoài việc phạt nặng về tiền, phải đưa ra truy tố, xét xử nghiêm các doanh nghiệp cá nhân buôn bán thực phẩm bẩn, thực phẩm hết hạn sử dụng để có tính răn đe. Cử tri biểu thị sự ủng hộ hoàn toàn đối với việc tiếp tục đẩy mạnh phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh. Việc kiên quyết xử lý những vụ việc tham nhũng tiêu cực lớn gần đây, không phân biệt vùng cấm, bất kể người vi phạm là ai, đã góp phần tiếp tục làm trong sạch bộ máy nhà nước, lập lại kỷ cương, tăng cường lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tham dự lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh kinh tế và đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất. Cùng dự có đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương và một số địa phương. Xã hội mới vừa đảm bảo cho lực lượng kháng chiến phát triển. Lực lượng an ninh kinh tế đã kế thừa, phát huy truyền thống tốt đẹp anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, đã nhanh chóng thích ứng với tình hình mới, phát huy hiệu quả hoạt động của mô hình tổ chức mới, có nhiều đề xuất tham mưu chiến lược lên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đặc biệt là đã tham mưu ban hành và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả chỉ thị số 12 ngày 5 tháng 1 năm 2017 của Bộ Chính trị, tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị về bảo đảm an ninh kinh tế. Lực lượng đã chủ động đẩy mạnh thực hiện hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ phòng ngừa, phát hiện đấu tranh với tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật, tham nhũng tiêu cực trên các lĩnh vực, địa bàn kinh tế, phát hiện, đẩy lùi, ngăn chặn những nguy cơ về kinh tế, bảo vệ đường lối chính sách về kinh tế, bảo vệ đội ngũ cán bộ, góp phần xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa. Cùng với đó, lực lượng an ninh kinh tế đã kịp thời phát hiện và đề xuất xử lý có hiệu quả những phức tạp nảy sinh trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững độc lập tự chủ trong quá trình phát triển kinh tế, góp phần bảo đảm an ninh, lợi ích quốc gia trong đàm phán, ký kết các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, thu hút đầu tư nước ngoài. Tiếp tục phiên họp thứ 23 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Sáng nay, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất bổ sung vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2023 để trình Quốc hội xem xét, quyết định dự thảo nghị quyết về giảm thuế giá trị gia tăng. Đa số ý kiến các đại biểu đều đồng tình với dự thảo nghị quyết giảm thuế giá trị gia tăng của Chính phủ, đề xuất giảm 2% mức thuế suất, thuế giá trị gia tăng đối với tất cả các hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng từ mức 10% xuống còn 8%. Giảm 20% mức tỷ lệ phần trăm để tính thuế giá trị gia tăng đối với cơ sở kinh doanh khi thực hiện xuất hóa đơn đối với tất cả các hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng 10%. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị chỉnh sửa phạm vi áp dụng như Nghị quyết 43 về chính sách tài khóa tiền tệ, hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, đồng thời không được làm giảm thu ngân sách theo dự toán đã được duyệt và không được tăng bộ chi ngân sách của năm 2023. Đồng thời, cần tính toán để lấy phần kích cầu bù vào phần hụt thu, có lợi cho cả người dân, doanh nghiệp, nhưng không làm giảm thu ngân sách.
Tiếp tục phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc điều chỉnh bổ sung vốn điều lệ 17.100 tỷ đồng cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, Agribank. Hiện nay, quy mô vốn điều lệ của Agribank đến thời điểm 31 tháng 12 năm 2022 là ở mức thấp nhất trong nhóm các ngân hàng thương mại có vốn nhà nước và không có sự cách biệt, thậm chí nhỏ hơn nhiều so với một số ngân hàng thương mại cổ phần khác. Như vậy, nếu Agribank không được tăng vốn thì sẽ không thể bảo đảm vai trò chủ lực định hướng thị trường ngân hàng. Đa số ý kiến nhất trí với đề xuất của Ngân hàng Nhà nước, song nhiều ý kiến cho rằng Ngân hàng Nhà nước cần làm rõ tính khả thi của đề xuất trong bối cảnh nhiều khó khăn hiện nay, phương án xử lý trong trường hợp số nộp ngân sách của Agribank trong năm 2023 không đạt như dự kiến, cũng như khả năng đáp ứng các tỷ lệ an toàn vốn sau khi Quốc hội quyết định chủ trương. Thưa quý vị, trong tối qua, ngày 12 tháng 5 tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đã long trọng tổ chức khai mạc lễ hội Làng Sen năm 2023 và chương trình nghệ thuật Người Mẹ Làng Sen nhân dịp kỷ niệm 155 năm năm sinh bà Hoàng Thị Loan và 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tham dự buổi lễ có đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương và Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân. Lễ hội Làng Sen là sự kiện văn hóa có ý nghĩa quan trọng nhằm tôn vinh tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời là dịp để quảng bá với cả nước và bạn bè quốc tế về hình ảnh một Nghệ An năng động, thân thiện, luôn rộng mở với nhiều cơ hội hợp tác phát triển. Lễ hội Làng Sen năm nay diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi ý nghĩa, tập trung tại thành phố Vinh, huyện Nam Đàn và thị xã Cửa Lò. Nổi bật là liên hoan tiếng hát Làng Sen với sự tham gia của hơn 600 nghệ sĩ diễn viên đến từ 21 đoàn nghệ thuật quần chúng của các huyện, thành thị. Điểm nhấn của lễ hội là chương trình nghệ thuật Người Mẹ Làng Sen nhằm tôn vinh những phẩm chất và giá trị nhân văn sâu sắc của bà Hoàng Thị Loan và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, như vậy là dù mới chỉ đầu hè thôi, thế nhưng tình hình cháy nổ trên cả nước đã rất phức tạp. Và để giảm thiểu nguy cơ trong thời gian qua, mô hình Tổ Liên gia An toàn Phòng cháy chữa cháy đã được thành phố Hà Nội triển khai. Việc này góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong việc thực hiện an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Tổ dân phố số 1, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội, nơi gia đình bà Trần Thị Bằng sinh sống, vừa được chính quyền xã công nhận là tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy đầu tiên của xã. Nhìn vào tấm biển này, mọi người sẽ biết ở khu vực, mỗi gia đình đều đã được trang bị bình chữa cháy xách tay và các phương tiện chữa cháy ban đầu khác. Các đồng chí công an xã, công an huyện là tư vấn cho mọi người là phải có nước, có cát và có cái công cụ hỗ trợ của trong gia đình mình, có gì để mình khi mà cháy nổ là mình phải có các phương tiện đấy để mình dập tắt. Chúng tôi đặc biệt quan tâm đến cái mô hình của tổ liên gia. Chúng tôi cho rằng là chúng ta đang thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy với cái phương châm là 4 tại chỗ, mà trong đó thì cái lực lượng tại chỗ là rất quan trọng. Gia đình chỉ có hai vợ chồng đã cao tuổi chăm sóc lẫn nhau. Ông Trần Cấp Tiến luôn lo lắng nếu chẳng may sự cố hỏa hoạn xảy ra, thì không biết phải báo tin cho bà con làng xóm đến giúp đỡ bằng cách nào. Ngay khi biết đến hiệu quả của mô hình tổ liên gia phòng cháy chữa cháy, gia đình ông đã xung phong tự nguyện tham gia. Chúng tôi thấy cái điều đó là rất quan trọng để bảo vệ cái tính mạng của mình, bảo vệ tính mạng của nhân dân và bảo vệ cái tài sản riêng và chung tất cả. Còn đối với chị Đoàn Thu Phương, do đặc thù nhà kinh doanh mặt hàng dễ cháy nên việc tham gia vào tổ liên gia phòng cháy chữa cháy đã giúp gia đình chị yên tâm hơn trong sản xuất kinh doanh. Nhà tôi thì kinh doanh cái đồ gỗ này thì tôi thấy lắp thế này rất là yên tâm. Đồ này nó rất dễ cháy, nhỡ trong gia đình có một cái vấn đề sự cố gì xảy ra, ấn và có thể kêu mọi người giúp đỡ và hỗ trợ. Nó thực sự là một cái bước đột phá mới và rất là tốt. Thế chúng tôi cũng sẽ triển khai nhân rộng thật nhiều để hỗ trợ. Qua cái công tác lắp đặt này thì tất cả các thành viên trong tổ liên gia đều được là những tuyên truyền viên tích cực nhất để đảm bảo cho các thành viên đều trong một số nhà, một đông hộ, một đường phố đều được tập huấn về công tác phòng cháy chữa cháy. Việc thành lập các tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy đã giúp xây dựng lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ, được trang bị kỹ năng chữa cháy, có trách nhiệm phối hợp với cơ quan chức năng để phản ứng kịp thời khi có cháy nổ xảy ra. Có thể thấy, đây là một mô hình thiết thực cần tiếp tục nhân rộng. Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh có hệ thống đường thủy kết nối thuận lợi đến các tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và kết nối giao thương quốc tế thông qua hệ thống cảng biển.
Với những lợi thế này, thành phố đang hướng đến quy hoạch cảng biển đồng bộ, hiện đại, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội. Định hướng quy hoạch cảng biển tại thành phố Hồ Chí Minh đã được xác định rõ theo nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế vùng Đông Nam Bộ, cũng như các nghị quyết của Chính phủ và Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh đặt trọng tâm là xây dựng cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ. Bởi đây là khu vực hội tụ đầy đủ các yếu tố thuận lợi khi tiếp giáp với Biển Đông, nằm giữa hai cửa sông lớn, sông Xoài Rạp, sông Lòng Tàu, tiếp giáp sông Thị Vải, là các tuyến hàng hải quan trọng của cảng biển cửa ngõ quốc gia và trung chuyển quốc tế. Chúng tôi nhận thấy đầu tiên về chỉ địa lý thì hoàn toàn phù hợp rồi. Cái tiềm năng của Cần Giờ là hoàn toàn có thể đáp ứng được cái đối với một cái tiêu chuẩn của cảng trung chuyển quốc tế. Thế thì khi đã có tiềm năng, chúng ta nên đánh thức cái tiềm năng đó. Còn cả một cái hệ sinh thái của gọi là cái kinh tế hàng hải quanh cái trung chuyển, là bao gồm tài chính, bao gồm bảo hiểm, bao gồm ngân hàng, rồi các cái đại lý môi giới hàng hải các thứ nào kia. Thì chắc chắn một điều là khi mà có một cái hấp trung chuyển ở đây thì nó sẽ có những cái tác động vào cái việc mà các cái tập đoàn lớn họ vào. Các chuyên gia, nhà khoa học lưu ý đến công tác đánh giá tác động môi trường và sự đầu tư hạ tầng kết nối khi thực hiện đề án xây dựng cảng. Đề án cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ có tổng mức đầu tư hơn 5 tỷ đô la Mỹ do Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn và Tập đoàn MSC, tập đoàn vận tải cảng biển lớn nhất thế giới, nghiên cứu đề xuất. Quy mô dự án có 7,2 km cầu cảng, tiếp nhận tàu container trọng tải lớn nhất thế giới hiện nay, 24.000 têu. Trên cơ sở đề án này thì sẽ tiếp tục hoàn thiện một bổ sung quy hoạch để đảm bảo pháp lý, hai thì các công việc tiếp theo để triển khai đề án rất nhiều, và đặc biệt là các bước mà về triển khai xin chủ trương đầu tư, dự án đầu tư thì là còn là một cái quá trình sau rất là công phu, rất là kỹ và đảm bảo các trình tự quy định của pháp luật. Đấy, trong đó có những cái trình tự quy định pháp luật về phản biện, về bảo đảm, về đánh giá tác động môi trường, đảm bảo về cái hiệu quả tài chính của dự án. Theo đề án, cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ sẽ tập trung hoàn toàn vận tải biển vào trước năm 2030 và sau năm 2030 sẽ nghiên cứu vận tải đường bộ, kết nối cảng vào đường rừng sát để giảm tối đa tác động đến môi trường. Lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh giao Sở Giao thông Vận tải thành phố cùng các đơn vị hoàn thành đề án xây dựng cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ trong tháng 5 năm 2023 để tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo. Thưa quý vị, trong tối qua ngày 12 tháng 5, tại khu di tích lịch sử Bạch Đằng Giang, thành phố Hải Phòng, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã tổ chức lễ hội áo dài Hải Phòng năm 2023 với chủ đề Di sản miền cửa biển, cùng sự tham gia của hàng nghìn phụ nữ và người dân thành phố cảng. Điểm nhấn của lễ hội là bộ sưu tập áo dài Miền Ký ức, Vũ điệu Ngày mới và áo dài Việt Nam. Áo dài được xuất hiện trên sân khấu từ hình hài thuở sơ khai 2.000 năm trước và đổi thay theo từng thời kỳ lịch sử. Những chiếc áo dài được thực hiện bởi chính đôi bàn tay khéo léo của phụ nữ thành phố Hải Phòng. Lễ hội nhằm tôn vinh áo dài trong đời sống, gắn liền với lịch sử, hình ảnh đất nước, con người Việt Nam nói chung và thành phố Hải Phòng nói riêng. Trong phần tin tức quốc tế, Trung Quốc sẵn sàng đối thoại và hợp tác với EU. G7 nhất trí kế hoạch đa dạng hóa chuỗi cung ứng toàn cầu. Thưa quý vị, Trung Quốc sẵn sàng đối thoại và hợp tác với Liên minh châu Âu-EU trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và đôi bên cùng có lợi. Đây là khẳng định của chủ nhiệm văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại, ông Vương Nghị, trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Áo tại thủ đô Viên. Phát biểu tại cuộc họp Ngoại trưởng Áo Alexander Schallenberg, ông Vương Nghị, chủ nhiệm văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc cho biết, bất kể tình hình quốc tế diễn biến như thế nào, Trung Quốc luôn kiên định ủng hộ sự hội nhập, đoàn kết và hợp tác với châu Âu, cũng như ủng hộ EU đóng vai trò quan trọng hơn trong các vấn đề quốc tế. Tuyên bố trên được ông Vương Nghị đưa ra trong bối cảnh các nhà lãnh đạo Trung Quốc và Liên minh châu Âu đang nỗ lực đưa quan hệ hai bên trở nên nồng ấm hơn. Về phần mình, Ngoại trưởng Áo Schallenberg cho biết nước này cam kết thúc đẩy sự phát triển tốt đẹp của quan hệ Áo-Trung Quốc trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau. Ông cũng cam kết sẽ thúc đẩy tích cực sự phát triển lành mạnh của quan hệ EU-Trung Quốc.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết, từ ngày 15 tháng 5 tới, Đại sứ Lý Huy, đại diện đặc biệt của chính phủ Trung Quốc về các vấn đề châu Âu và châu Á, sẽ tới thăm 5 nước Ukraine, Ba Lan, Pháp, Đức và Nga. Chuyến thăm này nhằm trao đổi về giải quyết cuộc khủng hoảng tại Ukraine. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Uông Văn Bân cho biết, chuyến đi lần này của Đại sứ Lý Huy nhằm mục đích thúc đẩy đàm phán hòa bình trong bối cảnh cuộc khủng hoảng Ukraine vẫn diễn biến phức tạp, căng thẳng gia tăng và tiếng nói kêu gọi đình chiến, hạ nhiệt căng thẳng trong cộng đồng quốc tế ngày càng mạnh mẽ. Đại sứ Lý Huy sẽ là quan chức cấp cao nhất của chính phủ Trung Quốc đặt chân đến Ukraine kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự tại đây vào tháng 2 năm ngoái. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, nước này sẵn sàng tiếp tục phát huy vai trò xây dựng trong việc thúc đẩy những nhận thức chung trong cộng đồng quốc tế, để đình chiến, triển khai đàm phán hòa bình, giảm leo thang căng thẳng, đóng góp cho việc giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine bằng giải pháp chính trị. Các bộ trưởng tài chính của nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 đã nhất trí khởi động kế hoạch đa dạng hóa chuỗi cung ứng toàn cầu vào cuối năm nay. Kế hoạch này hướng tới bảo vệ an ninh năng lượng. Theo Reuters, các bộ trưởng tài chính của G7 cho rằng cần thận trọng và linh hoạt trong định hướng chính sách trong bối cảnh triển vọng kinh tế toàn cầu đối mặt với nhiều yếu tố bất ổn. Nhật Bản, quốc gia giữ chức chủ tịch luân phiên G7 năm nay, đang dẫn đầu những nỗ lực mới nhằm đa dạng hóa chuỗi cung ứng. Theo kế hoạch, các nền kinh tế G7 sẽ cung cấp viện trợ cho các nước có thu nhập thấp và trung bình để những nước này có thể đóng vai trò lớn hơn trong chuỗi cung ứng cho các sản phẩm liên quan đến năng lượng. G7 sẽ làm việc với các quốc gia quan tâm và các tổ chức quốc tế có liên quan với mục tiêu khởi động kế hoạch đa dạng hóa chuỗi cung ứng muộn nhất vào cuối năm nay. Hàn Quốc hiện đang lên kế hoạch thử nghiệm cấp thị thực cho người giúp việc Đông Nam Á đến Seoul làm việc ngay trong năm nay. Động thái này nhằm tăng tỷ lệ sinh và hỗ trợ cho phụ nữ Hàn Quốc không phải bỏ việc để làm nội trợ. Theo Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc, nước này sẽ cấp thị thực E9 cho người lao động thông qua việc bổ sung mục giúp việc vào danh sách cấp việc được phép theo hệ thống giấy phép lao động. Các gia đình ở Hàn Quốc sau đó có thể thuê người giúp việc thông qua các nhà cung cấp dịch vụ sớm nhất là vào mùa thu này. Tuy nhiên, dự luật vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ vì tính phân biệt đối xử và có thể khiến người giúp việc nước ngoài bị trả công dưới mức lương tối thiểu là khoảng 7,3 đô la Mỹ mỗi giờ. Hiện tại, tiền lương theo giờ của người giúp việc nước ngoài ở Hàn Quốc thường thấp hơn 30% so với lao động địa phương. Nhật Bản đã phát hiện ra hàng trăm trường hợp ngược đãi trẻ em tại các nhà trẻ. Đây là kết quả khảo sát vừa được công bố bởi chính phủ Nhật Bản, được thực hiện lần đầu tiên trên toàn quốc. Trong thời gian từ tháng 4 đến tháng 12 năm ngoái, các địa phương ở Nhật Bản phát hiện 914 trường hợp ngược đãi trẻ em, trong đó có 90 trường hợp bị coi là lạm dụng. Cuộc khảo sát đã cho thấy tình hình nghiêm trọng đối với sự an toàn của trẻ em tại các nhà trẻ, buộc chính quyền các địa phương phải hành động. Chính phủ Nhật Bản đã biên soạn một hướng dẫn mới, nêu rõ các trường hợp bị coi là ngược đãi trẻ em và đang xem xét sửa đổi luật để bắt buộc các cơ sở chăm sóc trẻ em phải báo cáo các trường hợp lạm dụng trẻ em. Quý vị khán giả thân mến, chương trình thời sự trưa nay của chúng tôi đến đây là kết thúc. Thân ái, chào tạm biệt.